Ở đây có bà nào giống tôi không? Khoái ăn mì gói mà sợ nhiều calo, sợ nóng trong người, sợ bé bụng bé mỡ ghé thăm á. Mấy bà vô đây đi, tôi chỉ cho mấy bà mua cái loại mì rau chùm ngay này nè. Theo tôi tìm hiểu thì rau chùm ngay chứa rất là nhiều chất dinh dưỡng luôn. Tôi thấy là rất là thích hợp với ai mà ăn uống healthy nè, nhà mà có người già hay là trẻ con thích ăn mì gói mà sợ nóng trong người nè. Nói thiệt nha, từ lúc mà tôi biết tới cái loại mì rau chùm ngay này tới bây giờ, nhà tôi lúc nào cũng trữ sẵn 1-2 thùng hết trơn mấy bà. Tôi phái nhất cái mì rau chùm ngay này là mình ăn nhiều cỡ nào thì cũng không có sợ bị bé bụng bé mỡ ghé thăm nè. Tại vì cái lượng calo trong cái gói mì rau chùm ngay này nó chỉ bằng 2/3 cái lượng calo trong cái gói mì bình thường thôi. Tôi thấy là cái mì rau chùm ngay này nè, cái giá cũng hợp túi tiền nữa mấy bà. Tôi thấy là mình nấu hay là mình xào hay là mình ăn với lẩu đều ngon hết trơn á. Cái mì này thì cũng nấu như cái gói mì thông thường vậy đó. À quên nữa, cái mì rau chùm ngay này nha, ăn chay hay ăn mặn đều dùng được hết trơn á. Trong cái gói mì rau chùm ngay chỉ có cái gói gia vị nè, với là một gói dầu và một gói rau củ sấy khô. Tôi nghĩ là bà nào mà thích ăn cái hương vị của cái gói mì giấy ngày xưa thì chắc chắn sẽ thích ăn cái mì rau chùm ngay này. Tại cái hương vị của nó cũng đậm đà, cũng 1-9-1-10 giống như vậy mấy bà. Nó chỉ khác một cái là trong cái gói mì rau chùm ngay này có thêm cái bột rau chùm ngay nữa, tạo thêm một cái mùi vị và một cái màu xanh đẹp mắt đặc trưng thôi. Tôi nghĩ nhà bà nào mà ăn uống heo thì là cắt giảm tinh bột, là phái ăn mì gói mà sợ nóng trong người, sợ nhiều calo, sợ bé bụng bé mỡ ghé thăm thì nên thử cái mì rau chùm ngay này một lần nha mấy bà.